hôm nay. Bỏ thử. Cái này là muối biển sea salt jasmine milk tea, trà với lại muối biển. Thấy người ta gặp khó khăn rồi cười, coi ác không. Bánh này là Black Forest Chocolate. Vừa nó không ngọt quá ha. Nó đỡ hơn là bánh Mỹ. Bị mềm. Đây. Mềm à. Oh, is it not here anymore? Sorry. Này đông đá không à? Sầu riêng không hột. Thịt bò. Broccoli. Cà chua. Xà lách. Nhiều quá. Bỏ tủ lạnh. Dressing à. Chua hả? Chua ngọt ngọt không? Chua ngọt ngọt. Anh có bỏ gì béo không nhỉ? Không béo. Chua ngọt ngọt thôi. Còn cái màu nó là từ đâu? Cái màu nó là từ dầu ăn với lại okay. Hành. Tỏi. Chân cái loại giấm này nó hơi bị hành. Nó hơi bị là làm gì đó. Nó son á. Bánh đường nha ta. Đạo đường hả? Tại mấy cái xà lách đạo. Cái này ăn với xà lách. Around the glass, alright. A pretty picture for the ones that are lost in life. But even dreamers have the power to save a friend. And I know you are a flame that you fail within. You can take it to the grave of a thousand years.
Let's make a run together. I'll be by your side before we collide. And if the sky falls down on you, just beat it up before we collide. Let's make it last forever. Hello, chào các bạn, không biết các bạn có khỏe không? Bây giờ thì là thứ bảy, hồi nãy thì Bi mới vừa đi ăn xong với anh Khoa. Cái màu son mà Bi đánh là của Kat Von D, cái màu là màu Lolita 2. Hình như nó có Lolita 1 và Lolita 2, thì cái này là Lolita... Thì cái này là Lolita 2, nhưng mà cái này là chỉ là travel size, cái size mà để đi du lịch thôi. Thì cái này nó cho Bi chưa có màu này full size, nhưng mà khi mà dùng thì rất là thích. Trên màu của mình màu cam đất. Cái này thì Bi có thể bỏ vô giỏ rất là tiện. Hồi đó thì Bi cứ lưỡng lự giữa Lolita với lại Double Dare. Thì Bi đã mua cái Double Dare mà bây giờ không biết cái son Double Dare của Bi nó nằm ở đâu. Bởi vì chắc có lẽ là nó nằm ở trong một trong những cái giỏ của Bi. Tại vì Bi hay xài đeo giỏ rồi Bi hay bỏ son vào đó, rồi từ từ là nó biến mất tiêu không biết. Nhưng mà Bi tin chắc là một trong những cái giỏ của Bi thì nó sẽ nằm ở trong đó. Hôm nay là cuối tuần nhưng mà Bi không có video gì để quay cả. Nói chung là hết đồ nghề. Bi đã order từ chắc cả một tháng trước rồi. Tại vì order ở bên châu Á đó, cho nên là khi mà nó ship vào đây nó rất là lâu. Nên là nhiều khi hả, đồ mới ra người ta đã quay rồi nhưng mà Bi còn chưa nhận được nữa. Nên là thôi, hôm nay thì Bi chỉ đi vòng vòng và quay vlog cho các bạn xem thôi. À, và các bạn có thấy móng tay của Bi không? Cái này là Bi tự làm á. Thực ra thì cái màu của nó là màu... lấy cho các bạn xem. Và cái loại mà Bi sơn là của OBI. Cái này là màu bạc. Màu bạc silver on ice. Khi mà sơn thì nó không có kim tuyến, nhưng mà Bi cho thêm cái kim tuyến lên trên cái lớp bạc á, nhìn nó đẹp dã man luôn. Xong rồi Bi mới chấm thêm cho nó có màu sắc. Trong camera thì không biết các bạn có thấy rõ không, nhưng mà ở bên ngoài Bi thấy nó chiếu dã man luôn á. Cái con cá này tức cười, lúc đầu Bi định vẽ hình trái tim nhưng mà sau đó cho màu trắng lên và nó thành cái một cái đống hỗn độn. Và Bi muốn thông báo với các bạn là Bi sắp có thêm một thằng cô tí. Tại vì chị Bi đang mang bầu, cỡ tháng 7 này là sinh. Hồi năm ngoái thì Suri cũng sinh tháng 7. Rồi năm nay thì thằng cô tí nó cũng sinh tháng 7. Rồi chị Bi kêu là thôi Bi làm đỡ đầu tiếp đi. Nên là bất chấp luôn. Vừa có con trai vừa có con gái. A thousand words ain't enough to define. Body up, yeah. Caught a look and she wants it back. She's firing up that body up, yeah. You think that I want you, but not babe. Hôm bữa thì Bim có mua giày ở trên mạng á, thì không biết cái này có phải là hộp giày không. Thì hôm nay nó về, Bim cũng không biết là cái gì. Bây giờ thì Bi sẽ mở ra cho các bạn xem nha. Believe in you, I'll get you round of applause. Alright. A pretty picture for the ones that are lost in life. And even dreamers are the ones who save them. And I know you are the baby.
chim đẹp chứ. Bi này gì cho thơm. Ở đằng sau thì nó có hai màu, màu xanh với lại màu đỏ. Bây giờ mình đi đâu? Đi chơi. Đi chơi. Cái dừa đâu? Dừa ở đầu hả? Bánh. Con ăn ngay. Bánh. Ừ. Bánh. Ăn gì à? Ăn gì à? Ôi, không ăn đâu. Trời nắng. 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 Cái trái gì đấy. Cười. Hát đi, hát cho khán giả nghe đi. No, không bấm. Hát cho khán giả nghe đi. Hát đi. Hát đi nè. Cầm. Thôi, hát đi. Hát đi rồi mới cho cầm. Hát vừa múa. Hay là mà nghe đâu. Ừ. Sao nữa? Cầm. Hát đi rồi mới cho cầm. Hai cho lắm. Rồi chào khán giả đi. Dạ. Ăn đi. Con ăn gì à? Bánh. À. Có. Thank you.
đây? Bi. Đây nè. Cá. Khoa. Khoa đâu rồi? Khoa đâu? Đi làm. Đi làm nuôi ai? Đi. Nuôi đi hả? Ôi, nuôi mẹ đi mà. Nằm. Nằm luôn rồi. Tôi đi nằm luôn rồi. Vậy. Ừ. Vậy. Ừ. Đi. Yes. Cái nào thì bây giờ thì Bi sẽ tắm rửa, thay đồ, rửa mặt thật sạch. Xong rồi Bi sẽ dùng mặt nạ. Tại vì hôm bữa giờ lâu cũng lâu rồi Bi không có dùng mặt nạ, nên là cái da của Bi nó sừng sùi, nó bị khô á. Nên là Bi sẽ dùng mặt nạ. Rồi Bi sẽ edit video tiếp. Bi đang mặc là của Make Me Chip, mặc rất là thoải mái, rộng rãi. Bi sẽ để link ở phía dưới cho các bạn xem. Of mask. Cái này là mặt nạ trứng trắng. Ha ha.